Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iProperty, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án ARTN tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat thầy bot. Tiếp theo các bạn hoàn thành phần captcha. Và bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên là join group Telegram và cái channel nhiệm vụ đầu tiên. Xem nó có bot không? Không có bot anh em nhé. Đây thì mình xem lại này. Ừ, không phải là bot rồi. Ta soi tiếp vào kênh channel. Mở tester này. Rồi cũng như là submit để chuẩn bị AOK. Từ đây mình sẽ tạo ví. Cái này thì bạn sẽ cần phải download cái ứng dụng về Android hoặc là iOS. Tôi cứ follow lại để tính tiếp. Chọn hai nút đôn. Có hai tester các bạn cần phải follow, chúng ta cần phải follow cả tester của Antiqua nữa nhé. Ta mở tiếp phần profile ra, trong phần từng nhà thì các bạn copy phần username ngay tên ta. Ta paste phần username Twitter phía dưới đây này. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ join King Alop 6 này, được chưa? Sau đó chúng ta nút don. Follow cả Twitter nữa, quên chưa follow. Đấy, chúng ta follow nữa nhé, anh em chưa follow phải follow nhé. Bây giờ các bạn sẽ tải xuống cái AOK Wallet. Đấy, sau đó các bạn tạo ví ở trên app nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác ở trên app này. Các bạn mở ra này. Các bạn tạo mã pin và xác nhận này mã pin nhé. Sau đó thì các bạn có thể thêm cái nước bảo mật vân tay. Và ta ấn vào phần clear early wallet này. Đây nó sẽ hiện lên một số điều kiện trang, ta tích vào mục này và nút continue nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ được cung cấp 12 từ bảo mật. Các bạn nhớ lưu lại 12 từ bảo mật này một nơi an toàn. Ở trong phần wallet tít này thì chúng ta có thể thay đổi cái username nhé. Chúng ta có thể tạo cái username. Được chưa? Sau đó thì chúng ta ấn vào nút continue chẳng hạn nhé. Ở bước tiếp theo thì chúng ta ấn vào finish, hoàn tất quá trình đăng ký. Bây giờ nó sẽ hiện lên phần generation, tạo ví. Đấy, sau khi chúng ta đã tạo ví hoàn thành xong thì các bạn thể ấn vào phần deposit để lấy phần địa chỉ ví nhé. Ta copy paste phần địa chỉ và ta paste vào đây. Được chưa? Có vẻ như là không thể copy ấy được, các bạn chờ một tí nhé. Đấy. Đây chúng ta sẽ paste vào đây này. Xong luôn. Cuối cùng các bạn sẽ có link ghép và bạn có hình ghép cho tải về thân thép chúng ta. Mình cũng lưu ý là trong phần biểu tượng ở đây có phần biểu tượng bình năng. Ở trong đây thì chúng ta có thể là thay đổi network rồi thay đổi ngôn ngữ các thứ. Và trong ở đây có phần hình cái ngôi nhà này. Đấy. Thì chúng ta sẽ trở lại diện chính các thứ này. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng multi ví, dùng nhiều ví, được chưa? Ok, và rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ về dự án thì chúng ta nhận token ARTK, một dự án xây dựng trên nền tảng AOK Network. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn, cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.